Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Hành trình giành vương miện đầy thuyết phục của chân đài trong đêm cờ đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Chân đài chiến thắng đại sứ Hoàn Mỹ 2020, đại diện Việt Nam tham gia Miss International Quỳnh 2021. Tối 24/1, đêm chung kết đại sứ Hoàn Mỹ Miss International Quỳnh Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả quan tâm, theo dõi cuộc thi từ những ngày đầu. Thí sinh giành chiến thắng sẽ trở thành ứng viên đại diện Việt Nam tham gia Miss International Quỳnh 2021, ngôi vị Á quân cũng sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia mùa giải năm 2022. Đêm chung kết ngoài sự góp mặt của top 6, Mộng Thường, Chân Đài, Cà Đi Huỳnh Anh, Khánh An, Lương Mỹ Kỳ, Tường Vi, ban tổ chức đã phá lệ, mang đến 3 tấm vé may mắn thay vì 2 như công bố trước đó. Theo đó, vợ đẹp Vũ Thu Phương, Phạm Đại Dương và bố Lộ Nguyễn là 3 gương mặt tạo nên top 9 chung cuộc cùng nhau tranh vương miện và lì ạn lộ tụ. Các thí sinh phải lần lượt trải qua các phần thi như trang phục cao 8, dạ hội và top 5 sẽ tham gia phần thi ứng xử để chọn ra top 3 và ngôi vị cao nhất đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Kết quả cuối cùng, vượt qua 8 thí sinh có mặt tại đêm chung kết, thành viên đội huấn luyện viên Minh Tú Phùng Trường Chân Đài đã ấn tượng giành được vương miện cuộc thi đại sứ Hoàn Mỹ. Ngôi vị Á quân 1 thuộc về học trò Hoàng Thùy Lương Mỹ Kỳ, thí sinh Tường Vi cũng trở thành Á quân 2. Ngay trên sân khấu đăng quang, Chân Đài đã có lời tâm sự khiến nhiều người xúc động, để đứng đây hôm nay, Chân Đài đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Mình biết người chuyển giới không dễ dàng đứng trên sân khấu và nói lên tiếng nói của mình vì ngoài kia còn rất nhiều khó khăn. Chân Đài muốn chia sẻ lòng yêu thương của mình bằng cách trích 50% số tiền thưởng dành cho cộng đồng LGBT lớn tuổi cũng như trẻ em cơ nhỡ. Trong đêm chung kết, ban tổ chức cũng đã trao tặng các danh hiệu, thí sinh tài năng nhất Phùng Trường Chân Đài, dự án cộng đồng xuất sắc nhất Nguyễn Khánh An, thí sinh được yêu thích nhất Vũ Thu Phương, câu chuyện truyền cảm hứng Mộng Thường. Á hậu 1 đại sứ Hoàn Mỹ 2020 Lương Mỹ Kỳ, sẽ buồn nhưng mình tôn trọng kết quả của ban tổ chức. Hai cô gái vô cùng xinh đẹp và tài năng là Lương Mỹ Kỳ và Phạm Nguyễn Tường Vi đã chính thức chạm tay đến ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 của đại sứ Hoàn Mỹ 2020. Bên cạnh đó, Mỹ Kỳ và Tường Vi cũng có đôi lời chia sẻ về bản thân trước cánh truyền thông. Lương Mỹ Kỳ là một cô gái trẻ đầy tài năng và tham vọng, cô nàng còn được biết đến với danh xưng Thánh Lô Tô Lương Trung Kiên. Cách đây không lâu, Mỹ Kỳ từng gây sốt bởi cách nói chuyện cực duyên dáng xen lẫn hài hước khi liên tục tham gia nhiều game show đình đám như Người Bí Ẩn, Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai. Vào cuối năm 2019, Lương Mỹ Kỳ chính thức công khai chuyển giới trước truyền thông. Cho đến thời điểm hiện tại, cô nàng đang sở hữu khuôn mặt vô cùng nữ tính, body nóng bỏng đốt mắt nở tì rèn. Sau quãng thời gian quyết tâm và chiến đấu không ngừng nghỉ trên đấu trường nhan sắc này, khi được sướng tên và may mắn trở thành Á hậu 1 của đại sứ Hoàn Mỹ 2020, Lương Mỹ Kỳ đã không kìm được sự xúc động. Lương Mỹ Kỳ là nhân tố được đánh giá cao từ những vòng đầu tiên. Lương Mỹ Kỳ tâm sự sau chung kết rằng, mình đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sướng tên để nhận giải thưởng này. Còn về lý do, thật sự lúc này mình chỉ biết nói chúc mừng chị Chân Đài. Nói về kết quả cuộc thi, Á hậu 1 không giấu sự buồn bã, buồn thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mình tôn trọng kết quả của ban tổ chức, tôn trọng sự nỗ lực và cố gắng của tất cả mọi người trong cuộc thi. Cô nàng sở hữu khuôn mặt đẹp không góc chết. Người đẹp cũng chia sẻ thêm, về những dự định, mình xin phép không nói trước. Vì ông bà ta thường nói trước bước không qua. Hơn nữa, kỳ thích những gì bí mật. Nếu mọi người theo dõi và quan tâm mình thì họ sẽ biết những cái mới của mình thôi. Mình nghĩ năm tới sẽ là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để mình có thể thể hiện tốt nhất trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.